Đấy ạ, lauric acid là tổng C của nó chỉ có 12 C thôi. Nên chỗ này C11 nó no mà. C11 H23 COH nhá. Ta tìm được số mol của xác là 500 chia 342. Lauric acid là 100 chia phân tử khối của nó này. 12 nhân 11 cộng 23 cộng 45. Phân tử khối nó bằng 200. Mà ester tạo thành nhá. Chúng ta nó sẽ là C11 H23 CO, anh này bỏ 1H đi thì còn là C12 H21. Đúng không? C12 H21. Hiệu suất phản ứng đạt 47% là 0.47. Nhá. 0.47. Vậy thì hoàn toàn tại đây ta sẽ có này. Giờ thêm xem thằng nào nhỏ nhất thì tính theo thằng đấy. 500 chia 342. 1.46. 100 chia cho 200 thì thằng này có bằng 0.5 thôi. Thằng này nhỏ hơn vậy sẽ tính theo thằng nhỏ hơn. Vậy số mol ester là 0.5 nhân với 0.47. Đúng không ạ? 0.5 nhân 0.47. Được chưa ạ? Thì bằng nhân với phân tử khối là 12 nhân 11 cộng 23 cộng 44 cộng 12 nhân 12 cộng 21. Kết quả chúng ta bằng 85.54. Được chưa ạ? Vậy gan sắt Charoser monolaurate là 85.54 gam. Được chưa ạ?